Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách chọn domain về hosting. Thì cái hướng dẫn này của mình nhằm giúp cho mọi người, những bạn mà đang muốn tự làm một website, biết cách để mà chọn domain về cái hosting của mình. Sau khi mà các bạn đã mua cái hosting đó, và cái tên miền, thì để mà xây dựng được website, các bạn phải chọn cái tên miền về cái hosting. Ở đây mình mua một cái domain như thế này, hongchuancheducation.com, và mình có một cái hosting thì cái thông tin hosting của mình có IP, địa chỉ IP là như thế này. Đấy. Thì mình đang sử dụng dịch vụ của bên BA Việt Nam, thì để mà chọn cái domain này về trên cái hosting đó, và cả hosting cũng bên BA Việt Nam luôn, thì các bạn có thể mua hosting ở nhiều nguồn, như hoặc là domain ở các nguồn khác như là Mắc Bảo hoặc là GoDaddy. Đây là những nhà cung cấp dịch vụ hosting domain lớn hiện nay. Thì BA và Mắc Bảo là hai công ty cung cấp dường như là lớn nhất của Việt Nam hiện nay. GoDaddy thì hàng này là phải nói là lớn nhất thế giới rồi. Thì hiện nay GoDaddy đã đến thị trường Việt Nam. Các bạn thấy khi mình đánh đánh cái GoDaddy thì nó sẽ tự redirect qua cái tên miền vn.godaddy. Trên GoDaddy các bạn có thể mua hosting hoặc là tên miền, giá cũng rất là phải chăng, tại vì GoDaddy đang khuyến mãi ở Việt Nam khá là tốt. OK, thì để chọn về cái hosting thì các bạn sẽ chọn vào cái cấu hình mặc định. Đối với bên BA Việt Nam thì bạn chỉ cần chọn vào cấu hình mặc định. Thì khi bạn bấm vào đây, nó sẽ hỏi cái địa chỉ IP. Thì do mình đã mua cái hosting trên cái domain này nên nó hỏi cái địa chỉ IP như thế này. Còn trường hợp mà các bạn mua cái hosting và domain tách rời nhau thì nó sẽ hiện lên cũng một cái bớt up như này, và nó có một cái ô text box để bạn nhập cái IP vào. Khi bạn nhập vào IP, bạn chọn OK đó, thì nó tự động để mà gen ra những cái IP phù hợp của hosting đó. Đây các bạn thấy, đây là cái thông số đã được cấu hình cái domain chọn về cái hosting 112.213.89.105. Thì đối với website, khi mà chọn cái domain về hosting á, có ba thông số quan trọng, đó là www, a cộng và cái sau này, và cái loại thì bạn chọn là a ha. Trường hợp một số hosting nó, một số cái hàng quản trị domain nó không hỗ trợ cái cấu hình tự gen như thế này nè, thì các bạn sẽ lấy ba thông số đó, ba thông số này để bạn nhập vào, và lúc đó bạn chọn cái loại A và nhập cái địa chỉ IP vào ha. Rồi mình lưu cấu hình. Đấy. Thì bây giờ sau khi lưu cấu hình thì khoảng tầm 5 phút hoặc chậm nhất là 3 giờ thì cái thông tin cấu hình này nó có hiệu lực. Thì bên BA Việt Nam nó rất là nhanh, thì mình sẽ đợi trong vòng vài phút, mình sẽ kiểm tra xem cái tên miền thì đã được chọn về hosting chưa. Nhưng mà do mình mua cái hosting với cái domain này chung thì mình nghĩ nó đã chọn về rồi. Thì để kiểm tra cái domain này đã được chọn về hosting hay chưa, các bạn sẽ mở cái comment line ha, mở bấm vào CMD này. Các bạn sẽ pin cái tên miền của mình ha. Ở đây mình chọn cái tên miền của mình như này. Đấy, pin tới cái tên miền này. Nó hiện cái thông tin IP á. Đây, địa chỉ IP đấy. Có nghĩa là cái domain này đã được chọn về cái hosting có cái IP này rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ build được cái website trên cái hosting này, và khi
vào cái domain này nó sẽ hiển thị website lên. Thì để test thì mình đã đăng nhập sẵn trên cái hosting này. Mình sẽ vào phần file thì do mình mặc định thì nó sẽ vào trong cái thư mục public HTML này. Mình tạo một cái file test thì bạn ở đây mình sẽ tạo một cái file test như file đó là index.html. Ok, mình sẽ edit cái này. Đấy, mình sẽ đánh vô HTML. Rồi. Rồi đi. Này phải mình phim phải hết đi. Web đi. Rồi, các bạn lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ truy cập vào cái tên miền để xem cái website này đã chạy chưa. Đến vào đây. Đấy, đây cái website mình đã chạy ha. Đây là cái title mình nhập là my web. Đây là cái body của cái website mình đã mình là test web, là coi như mình đã thành công trong cái việc cấu hình cái domain về cái hosting. Và mình đã test thành công một cái web, một cái file index.html cơ bản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình và hẹn các bạn trong những video lần tiếp theo.